cách phân biệt các loại nám trên da là bước cần và phải có trong việc nhận thức về nám và tìm cách điều trị nám trên da. Nám da có thể cho là bệnh lý có nhiều nguyên nhân gây ra, biểu hiện riêng biệt và diễn biến phức tạp theo thời gian. Nếu để lâu ngày, nám sẽ ngày càng lây lan và việc điều trị tốn kém và mất nhiều thời gian của chúng ta. Chính vì lý do này, kênh kem Hoàng Cung chính hãng 0165944733 sẽ giúp bạn cách phân biệt các loại nám trên da, từ đó chọn ra cách điều trị phù hợp cho tình trạng nám trên da của mình. Các trường hợp được cho là nám da. Nám da có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra nhưng được chia thành hai nhóm chính. Nám do tác động bên ngoài như nám nắng, nám do lạm dụng mỹ phẩm. Nám do nội tiết sinh ra như phụ nữ sau khi sinh, phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh. Tùy theo từng nguyên nhân gây ra nám, cách biểu hiện mà chúng ta có những giải pháp phù hợp, trị tận gốc và an toàn cho làn da. Sau đây là dấu hiệu giúp bạn nhận biết đâu là nám môi trường và nám nội tiết. Nám môi trường bên ngoài tác động, biểu hiện của loại nám này chỉ tập trung ở vùng gò má và phần giao nhau của cuối gò má và đôi mắt. Nám này do nắng mà ra, do bảo vệ không kỹ trong thời gian dài phần da tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời nhất bị tổn thương, sạm đen và lâu ngày càng đậm hơn sinh ra nám trên da. Nám nội tiết có nguyên nhân sinh ra nám phức tạp hơn, do nhiều nguyên nhân sinh ra rối loạn nội tiết tố và dần hình thành hắc sắc tố melanin. Lâu ngày melanin càng nhiều và phát triển lên trên bề mặt da chúng ta. Đặc biệt nám nội tiết mới ban đầu là dạng đốm nhỏ và về sau thành từng mảng to, xuất hiện nhiều nơi trên gương mặt như trán, gò má, môi trên, cằm. Biết được nguyên nhân gây nám thông qua biểu hiện, từ đây chỉ cần chúng ta chọn đúng cách để trị nám và kem chi nam phù hợp là có thể dọn sạch sẽ gốc rễ của những mảng nám này ra khỏi da mặt rồi. Phân biệt nám da và các dạng tương tự. Phân biệt nám xong, bạn cần phải phân biệt thêm một tình trạng dễ hiểu lầm, đó là những người bạn của nám da, tàn nhang, đồi mồi. Biểu hiện của những tình trạng này cũng tương tự nhau nhưng nám sẽ dễ điều trị hơn hai trường hợp còn lại. Chính vì thế tìm hiểu thêm cũng chẳng thiệt thòi gì cho chúng ta đâu nhé. Tàn nhang là gì? Biểu hiện ra sao? Tàn nhang là tập hợp các đốm có sự gia tăng sắc tố melanin, đậm màu, kích thước nhỏ từ đầu tăm đến hạt vừng có màu đậm hơn các vùng da xung quanh, ranh giới thường rõ hoặc cũng có khi nham nhở, màu từ nâu sẫm, nâu nhạt, vàng, xám, đỏ hoặc đen. Vị trí thường gặp là các vùng da hở như phần mặt, cổ, lưng, mặt ngoài cánh tay. Độ đậm nhạt của tàn nhang thay đổi khi tiếp xúc với ánh nắng, tàn nhang sẽ đậm hơn nếu tăng tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời. Mùa đông giảm đi, mùa hè tăng đậm lên. Những người có nước da sáng, mịn, mỏng, nhất là màu đỏ thì dễ bị tàn nhang hơn, không kể tuổi tác. Ngoài các nguyên nhân do ánh nắng, nội tiết lão hóa da, thì tàn nhang còn có nguyên nhân do di truyền. Nám da, khác với tàn nhang, nám xuất hiện chủ yếu trên da mặt, với dạng nám đốm và nám mảng. Mức độ đậm nhạt khác nhau, nhưng nhìn chung chúng có sắc tố đậm hơn bất thường so với da của bạn. Do nám da thường xuất hiện sau tuổi 30 khi nội tiết tố estrogen có nhiều thay đổi, phụ nữ mang thai, sau sinh cũng hay bị nám da do sự biến thiên liên tục của nội tiết, ảnh hưởng của ánh sáng cường độ mạnh. Làn da không được bảo vệ bởi sự xâm hại bởi ánh mặt trời gay gắt chứa rất nhiều tia cực tím khi chiếu vào cơ thể sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Khi gặp tia cực tím, phản ứng tự bảo vệ của cơ thể sẽ tập trung các hắc sắc tố melanin tạo thành một màng chắn vững chắc bảo vệ và dần phát triển thành nám. Tỷ lệ bị nám có thể xuất hiện nhiều hơn ở khu vực có khí hậu nhiệt đới, nắng nhiều. Đối với các trường hợp nám, tàn nhang, để hạn chế sự đậm lên của các vết sắc tố, chị em nên lưu ý khi đi nắng sử dụng kem chống nắng bảo vệ da khỏi tác động ánh nắng của mặt trời, vì khi ánh nắng mặt trời tác động vào sẽ làm cho tàn nhang đậm màu và lây lan nhanh hơn. Khi sử dụng mỹ phẩm cần lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với loại da của mình. Kết hợp chế độ ăn nhiều rau quả, uống nhiều nước, ăn nhiều các thực phẩm có tác dụng cải thiện nám, tàn nhang như các chế phẩm từ đậu nành, đậu phụ, sữa đậu nành, mầm đậu nành và dùng biện pháp hỗ trợ kem trị nám để đạt hiệu quả tốt nhất nhé. Chúc các bạn có một làn da đẹp.